Hoan chào mừng tất cả quý vị đang cùng đến với chương trình Về Nhà Đi Ăn. Quý vị thân mến, chương trình của chúng ta được phát sóng định kỳ vào lúc 21 giờ 15 phút ngày thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV9. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty truyền thông Bi thực hiện, và ngày hôm nay lại một lần nữa chúng ta lại khám phá một không gian rất là thân thương với tất cả mọi người hàng ngày. Nếu như những ai tham gia vào an toàn giao thông thì chắc chắn cũng biết về luật chơi của chương trình của chúng tôi rồi, và hy vọng rằng cứ mỗi tuần chúng tôi mời tới đây những nghệ sĩ khách mời, đặc biệt là hai người chơi nữa, trở thành hai đội chơi chiến đấu cùng với nhau thông qua 4 vòng thi để xem đội nào sẽ mang về chiến thắng cho riêng mình. Và Minh Thu chỉ cần bật mí nhỏ như vậy thôi cũng sẽ có động lực cho hai cặp thi đấu tuần này. Giải thưởng cao nhất của chương trình đó chính là 50 triệu đồng. Wow! Một con số mà rất là nhiều người mơ ước đúng không ạ? Còn bây giờ hãy cùng với Minh Thu gặp gỡ và làm quen với hai đội chơi ngày hôm nay nhé. Hãy cùng với chúng tôi gặp gỡ đội chơi của Phương Lan. Xin mời! Chính là nhóm nhạc Tam Ca Ba. Ủa, nhóm nhạc luôn ha? Nhóm nhạc chứ. Có anh. Đây, tại vì đây là ca sĩ mà. Diễn viên. Không, anh cũng từng là ca sĩ Lan. Nghĩ mình là ca sĩ Lan. Hôm nay là nhóm nhạc. Em là ca sĩ, em biết hát. Hôm nay đến với chương trình giao thông, em có một bài về giao thông luôn. Mời em. Gặp đèn xanh em chạy qua nhanh, gặp đèn vàng em đi chậm lại, vì sau đó chính là đèn đỏ. Là đèn đỏ có chú công an. Cố lên, cố lên. Hay không có chú công an thì cũng vậy, em vẫn đi đàng hoàng vì an toàn giao thông. Yeah. Rồi, đội trưởng của mình ngày hôm nay được quá ha. Đây, hôm nay em là cái đèn giao thông này mọi người, đúng không? Rồi, nói chung là mở màn bằng một cái bài hát về an toàn giao thông rất là hay. Bây giờ các bạn tự giới thiệu về nhóm của mình ngày hôm nay nhé, cho tất cả quý vị khán giả biết. Xin mời. Dạ, xin chào mọi người, mình là Phương Lan. Em là Neon. Là đồng đội của em tên là Neon. Neon. Đèn á mọi người. Dạ, cái đèn Neon. Anh biết cái tên Neon rồi, nhưng mà cái đó là nghệ danh đi hát của mình. Dạ. Bây giờ là cái tên thật của mình khi tham gia chương trình là gì? Dạ, tên thật của em là Trung Thuận. Dạ. Trung Thuận và Phương Lan. Dạ. Thế các bạn có nghĩ ra một cái tên gì đó cho đội của mình ngày hôm nay chưa? 2, 3. Xin đừng phạt em. Hồi xưa là mình tham gia an toàn giao thông mình hay bị phạt lắm đúng không? Mà sao mà có một lời năn nỉ vậy? Tại biết rồi, nghệ sĩ mình hay chạy xô lắm. Chạy xô? Một ngày mình chạy mấy chục xô lận. Không có, là không có. Cái này là em tưởng tượng thôi. Không thể mà chạy mấy chục xô như vậy được. Ví dụ như anh Minh Xô một ngày anh chạy rất là nhiều xô. Yes. Cho nên là mình xui mà bị phạt một cái, mọi người đợi mình. Đúng rồi. Cho nên là lúc đầu mỗi lần tới mà gặp cái chú công an là xin đừng phạt em. Để em chạy xô. Có lý do đúng có không? Có lý do. Rồi, là bên đây là chạy xô. Neon, bên cạnh việc chạy xô, em có nhớ cái kỷ niệm nào hồi xưa mà mình tham gia an toàn giao thông mà mình nhớ nhất cái kỷ niệm đó không? Cái kỷ niệm của em thì nó không có liên quan tới khi em lưu thông trên đường. Nhưng mà cái lần đầu tiên em đi thi bằng lái xe á. Dạ. Bị rớt. Khoan, bằng lái rồi, tính tới bằng lái hạng nào đúng không? Bây giờ đúng là rồi. Xe máy hay là ô tô hay là xe tải? Xe máy. Tới cái kỷ niệm lần đó làm sao? Rớt xong làm sao nữa? Rớt xong cái em xuống em định đóng phí để thi lại nhưng mà thấy nhục quá. Nhục quá. Dạ, bữa sau. Bữa sau lên thi lại. Lên rồi thi lại. Xong chưa? Dạ rồi. May quá. May quá. Còn Lan, em có bằng lái gì rồi? Dạ em hả? Em có bằng cấp 3, cảm ơn em. Đúng rồi. Và đội chơi xin đừng phạt em ngày hôm nay sẽ đối đầu với đội nào đây? Và hãy cùng với chúng tôi gặp gỡ cặp thi đấu đến từ diễn viên Dương Yến Nhi. Em mới biết chạy xe vậy, mọi người né em nha, chứ em không có né mọi người được đâu. Dạ. Tới đây em, tới đây, két, dừng lại đây, cái két. Đó, đúng rồi. Trời ơi. Xuống xe đó, mình mới biết lái xe thì mình lái chậm chậm như vậy là hợp lý luôn. Nhi, giới thiệu thành viên của đội mình. Xin chào anh Minh Xù. Chào em. Chào đội bên kia. Chào tất cả khán giả đang xem chương trình Về Nhà Đi Ăn. Ừ. Đội của em hôm nay là gồm có em. Dạ, là... Anh biết rồi, nếu không có em thì em đâu đứng đây. Dạ, là bạn của em. Em tên là Quang Huy. Xin chào anh Minh Xù, chào hai bạn chơi bên kia. Huy ơi, hình như hôm nay em không thích chơi với Nhi đúng không em? Thấy mặt em hơi tái. Dạ, tại đi xe chậm quá. À, đi xe chậm quá. Đi xe chậm quá, bị say xe hả em? Đau đầu, đau đầu. Trời, anh
thấy không, em chạy chậm vậy mà bạn vẫn bị say xe. Nhưng mà em chạy vô ổ gà không, hỏi sao không sai, sốc có sai. Hôm nay mình là một đội đó, mình nghĩ ra cái tên cho đội của mình đi, cho nó sung ra là bên đây là xin đừng phạt em. Cái tên của đội em nghe là sung liền luôn á, mình đồng thanh nha em. Dạ vâng, ok. Đội của em tên là Thắng. Một bên là xin đường phạt em, một bên là Thắng. Dạ đúng. Hôm nay có những cái câu chuyện về an toàn giao thông rồi, phải hỏi luôn bên bọn em. Thắng thì chương trình này mình mong muốn là mình sẽ chiến thắng, đúng dạ không? Dạ đúng ạ. Nhưng có bao giờ mà em phải thắng gấp trước cái tình huống nào mà trong cuộc sống đời thực đã xảy ra chưa? Dạ rồi anh, đó là một lần em đi lên Bình Dương, sau đó em về buổi tối đường quốc lộ 13 á. Dạ, buổi tối. Hơi to rộng. Dạ, em quẹo tới khúc đó em quẹo mà đường tối quá, cái tới lúc em vừa quẹo xong, em mới thấy trước mặt em là mấy cái đá bi xanh đó mà có xi măng trộn trong đó nữa. Lúc đó anh thắng rất gấp anh. Và xòe em bánh luôn, xòe. Xòe. Xòe là mình vô đóng xi măng luôn. Không xảy lai luôn. Xả lai. Có mấy anh ở đằng kia ảnh lại ảnh đỡ giùm. Không, đó là cái đợt đó là đi một mình hay đi với ai? Em đi một mình ngay mùng 1 Tết luôn anh. Trời em ơi. Nhớ hoài luôn, đêm mùng 1 Tết. Chứ mà khi mà mình gặp phải những cái trường hợp đó mà nó nặng cái là không biết ai giúp đỡ mình luôn. Con Huy sao? À, em thì có một kỷ niệm là thì hôm em đi học về thì có một bạn nữ cùng khối. À, bạn đi bên lề đường thì em đi xem mãi nhìn quá. Thì đang đi thế là bạn em ngồi đằng sau vẫy ê Huy ô tô kìa, thế em phải thắng gấp. May không ngã anh ạ. Cảm ơn em. Rồi, nói chung thì ai cũng có mục đích cả. Đến với chương trình này thì đây là một đội và bạn ấy tới đây vì nhan sắc của em đó. Theo như là bạn ấy kể câu chuyện đó là bạn ấy toàn là nhìn mấy em đẹp đẹp mà thắng gấp không? Nhiều khi các bạn đó là em. 10 năm trước em đã lâu. Ủa? Chưa mấy năm trước em đã nhìn lén vậy rồi hả? Cái màu cười nấm không gặp. Không, em nghĩ là cái dư chấn sau cái cú ngã xi măng thì chị cũng đúng rồi em cũng nghĩ vậy. Thôi nói chung là mình cứ bình ổn nha hai đội chơi thân mến, và chương trình của chúng tôi có tới 4 vòng thi đấu dành cho hai đội chơi. Hy vọng rằng các bạn sẽ có nhiều trải nghiệm thú vị với chương trình. Về nhà đi anh, xin mời các bạn về vị trí của mình nào. Thân mến, chúng ta đã cùng nhau quay trở lại với chương trình Về Nhà Đi Anh. Và đây là vòng thi đấu đầu tiên mang tên Khởi Động. Vòng 1 Khởi Động. Tại vòng 1 sẽ có 2 lượt chơi. Mỗi lượt chơi sẽ có 10 biển báo. Mỗi đội sẽ cử một thành viên để thi đấu đối kháng với đội bạn. Khi mỗi biển báo xuất hiện trên màn hình LED, người chơi sẽ bấm chuông giành quyền trả lời. Nếu trả lời sai, sẽ nhường quyền trả lời cho đội bạn. Một biển báo đúng sẽ tương ứng với một điểm. Cuối chương trình mà đội nào á có điểm cao hơn sẽ bước vào vòng chung kết, mang về giá trị tiền thưởng là tới 50 triệu đồng lận nha. Sao Lan thấy 50 triệu hay sao Lan? Bạn chơi nên ông quay qua nói mua được chiếc xe máy. Mua được chiếc xe máy. Mua được chiếc xe máy. Thuận. Dạ. Em có quyết tâm không trong cái vòng này? Có, em quyết tâm để em lấy thêm xe. Tự tin bao nhiêu phần trăm nào với những cái biển báo giao thông? 100%. 100% luôn. Sau hai lần, sau hai lần thi rớt. Anh thấy chưa? Còn bên đây đội mình sao? Bên đây ta tự tin quá rồi, đội Thắng ơi. Nói gì đi em, nói gì đi cho chị em. Nhìn vậy. Em nghĩ là đội em chỉ cần thắng thôi, không cần nhiều. Hợp lý luôn. Trời ơi. Đúng. Chỉ cần thắng không cần gì hết. Rồi, Nhi, dạ. Em cũng đừng làm cho bạn sợ bắt công bạn quên bài. Em không làm gì luôn, em bớt nhìn chị đi, kỳ quá à. Bây giờ mời các bạn lựa chọn thành viên đầu tiên tham gia thi đấu lượt 1. Em xin mời Thuận lượt 1. Rồi, bên đây là Trung Thuận, bên đây là Quang Huy. Rồi, mời hai cô gái, chúng ta sẽ xài bước, bước qua đường. Dạ, bước qua đường. Quý vị thân mến, lượt chơi đầu tiên thuộc về hai chàng trai Trung Thuận và Quang Huy, để xem các bạn ấy sẽ tranh đấu với nhau như thế nào nhé. Biển báo đầu tiên xin mời. Đó. Dạ. Mời Trung Thuận. Biển này là biển cấm rẽ trái và rẽ phải. Đây là một đáp án không thể sai được, chúc mừng. Yeah. Biển báo cấm rẽ trái và rẽ phải. Biển báo số 2 bắt đầu. Dễ luôn. Nhấn chuông. Lượt này Trung Thuận đã bấm, mời em đáp án của em là gì? Dạ, biển này là biển hạn chế chiều cao. Tại vì em thấy là có tam giác ở trên, tam giác ở dưới thì chắc chiều cao nó chỉ được ở khoảng khúc đó thôi, ở giữa thôi. Hạn chế chiều cao của cái gì em? Em nghĩ là xe lưu thông. Xe lưu thông ở trên đường.
mà cao như vậy thì có thể là xe tải chở hàng, đúng không? Xe tải chở hàng này hợp lý. Và để coi đáp án này có chính xác hay không. Hạn chế chiều cao, đáp án vừa rồi là một đáp án. Chính xác, chúc mừng. Yeah. Hay quá, hay quá. Biển báo đường hạn chế chiều cao 3,5m ở trên biển báo này. Hay quá Thuận ơi. Điểm theo thuộc về Trung Thuận, 2-0 nha. Cố lên nha Huy nha. Để sẵn luôn. Biển báo thứ ba bắt đầu. Lại là Trung Thuận, mời em. Biển này là thông báo là ở phía trước có công trường đang xây dựng. Đây là một đáp án chính xác, chúc mừng. Biển báo công trường. Và với kinh nghiệm hai lần bị thi trượt bằng lái, Trung Thuận của chúng ta đã có rất là nhiều những kiến thức mới, đúng không? Dành cho bản thân mình. 3-0. Biển báo tiếp theo, xin mời. Đó. Trời ơi. Huy ơi. Thiệt là nhanh. Tới rồi. Theo suy nghĩ của em thì với hai ô tô như thế này thì em nghĩ là sẽ cấm vượt xe màu đỏ là xe tải. Thì xe tải. Biển này sẽ là cấm xe tải vượt. Và đây là một đáp án chính xác, chúc mừng. Wow. Hay quá em ơi. Biển báo cấm ô tô tải vượt, một điểm được về em. Và bây giờ sẽ là biển báo tiếp theo. Đó, thời tới nữa. Đây là biển ưu tiên, đường ưu tiên. Liệu có đúng hay không? Đây là một đáp án chính xác, chúc mừng. Nhưng phải có từ bắt đầu nha. Biển báo bắt đầu đường ưu tiên. Biển báo tiếp theo xin mời. Rồi, mời Trung Thuận. Biển báo này là biển báo đường cao tốc. Đường cao tốc, một biển báo rất là quen thuộc. Hoàn toàn chính xác, chúc mừng. Biển báo đường cao tốc, màu xanh là sẽ báo hiệu phía trước có cái gì, đúng không ạ? Hiện nay điểm số là 4-2. Cố gắng lên nha. Tiếp tục, biển báo số 7. Huy, mời em phân tích cơ nè. Em thấy ô tô kia sắp đổ rồi. Mà sắp đổ chỉ có đường trơn trượt thôi. Đường trơn trượt. Đáp án cuối cùng của mình là? Em nghĩ là biển này chú ý đường trơn trượt. Chú ý đường trơn trượt. Đây là một đáp án chính xác, chúc mừng. Biển báo đường trơn, ô tô đi vào đoạn đường này hãy lưu ý để chúng ta đi giảm tốc độ lại, mắc công sẽ trơn trượt gây ra tai nạn giao thông. Tiếp tục biển báo tiếp theo. Thuận hãy bấm biển báo này, bây giờ lại có một cái dấu chéo nữa, không biết bạn có biết không? Đáp án là gì? Hết đường cao tốc. Biển báo hết đường cao tốc. Cứ gạch xuống là hết rồi. Cứ gạch xuống là hết thì anh gạch xuống tặng em điểm luôn. Chúc mừng. Yeah. Hoàn toàn chính xác. Biển báo hết đường cao tốc. Và đây là biển báo tiếp theo dành cho hai bạn, xin mời. Hên quá, lượt của mình, mời Huy. Theo anh thấy thì ở bên dưới có một chiếc ô tô. Anh có nghe, đâu đó là cái dầu sen. Bên này gợi ý cho em. Sao, mời Huy phân tích tiếp. Em nghĩ đây là biển báo hiệu có nơi rửa xe. Biển báo hiệu có nơi rửa xe. Thường thường đó thì một cái hình vuông, hình chữ nhật mà màu xanh dương như thế này thì là biển báo phía trước có một cái gì đó, đúng không? Dạ. Thì đây là có giống như cái vòi sen như Nhi cũng đã nhắc bài cho em ha. Biển báo có nơi rửa xe, đây là một đáp án chính xác, chúc mừng. Biển báo cuối cùng của chúng ta trong lượt một, xin mời. Hay chưa? Mời Huy. Hay chưa? Em lại đoán tiếp. Cái kia là cái hầm. Và gạch chéo thì em nghĩ là đây là biển báo hết đường chui hầm. Biển báo hết đường chui hầm. Cũng lấy cái kinh nghiệm của đúng không? Hết đường cấp. Gạch chéo xuống là hết đường, đúng không? Em nghĩ thế. Và theo như sự suy luận của Quang Huy, đây là một đáp án không sai nhá. Chính xác. Anh đúng rồi, em hết rồi. Biển báo báo hiệu hết hầm chui. Và kết thúc lượt đầu tiên, hai bạn chơi khá là giỏi đấy. Lượt đầu tiên Trung Thuận được 5 điểm, chúc mừng. Quang Huy, bạn được 5 điểm, chúc mừng. Nhưng bây giờ là phụ thuộc vào hai chị em. Chị thấy không, bữa đó không bỏ qua một câu nào. Em với chị lên bỏ qua hết. Em với chị lên bỏ qua hết. Mời. Rồi, đổi vị trí. Fighting. Dạ, hai cô gái đã có mặt tại vị trí thi của mình. Sẵn sàng chứ nào? Sẵn sàng. Lượt thứ hai của hai cô gái, xin mời.
Lan rất tự tin bấm. Mời Nhi trả lời. Ủa? Đèn thuộc về Nhi. Dạ. Mời Duy Nhi. Dạ em nghĩ cái biển này là cái biển em cái quẹo quay được. Báo cái quay, gì? Báo hiệu gì? Quay xe. Dạ giống cái mà em té đó. Đúng là quay ở là kinh nghiệm là quay xe. Biển báo quay xe đúng không? Dạ. Đúng, đây là một đáp án chính xác. Chúc mừng. Yeah. Nhưng phải thêm vào từ khu vực, có nghĩa là biển báo phía cái khu vực phía trước đó là khu vực quay xe. Rồi, hoàn toàn hợp lý. Một điểm dành cho Nhi. Biển báo số 2 xin mời. Rất tự tin, mời Nhi. Được hai thuộc về Nhi nữa. Biển báo nguy hiểm là... Nguy hiểm cái gì nè? Báo là có đường hẹp ở bên trái. Tại em thấy tự nhiên đang đi vậy cái ẹo qua một bên. Ẹo qua một bên, ẹo. Phải lắc. Nhiều khi người ta thích phải lắc. Đường hẹp ở bên trái. Trái. Đây là một đáp án hợp lý. Chúc mừng, chính xác. Đây là biển báo đường bị hẹp bên trái, hoàn toàn chính xác. Một điểm nữa dành cho Nhi. Em nghĩ là em đã bớt thư thái lại. Em đừng thư thái nữa nha. Không sao, chắc là do mình bị chậm 0.1111 giây. Đúng rồi. Biển báo tiếp theo, xin mời. Đó, thời tới cảm nổi Lan. Em bấm đại thôi chứ chưa biết. Tại này. Lan ơi, không biết thì phân tích. Bây giờ nó có ba cái dòng xoay xoay nhau. Chứng tỏ nó chứng có tỏ. Sự giao nhau. Dạ, 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 vô, mà bắt đầu vô. Vòng tròn như vậy là bùng binh. Nên là giao nhau tại vòng xoay. Vòng xoay. Đó. Thì em nghĩ là biển báo giao nhau tại vòng xuyến. Nơi giao nhau tại vòng xuyến. Đây là một đáp án. Thanh Anh Thò. Chúc mừng. Yeah. Nghe tới cái hình ảnh này thì em có nhớ ngay tới một cái kỷ niệm nào của mình không? Chạy vòng 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 xuyến mấy vòng một lúc trời không? Trời ơi, có nghĩa là có một lần đi quay, người yêu em chở em đi thì em coi đường. Thì cuối cùng là thay vì đáng lẽ tới cái đường đó vòng một cái là mình quẹo là vừa đúng không? Dạ. Yeah. Em coi không kịp, thế là chạy hú cái đường đó luôn. Cái anh ơi chạy lại thì chạy lại dẫn hú nữa. Cuối cùng là đánh khoảng 7749 vòng. Trời mới đi được cái đường đó. Không, anh nghĩ là 7749 là tiện đi luôn. Nha. Rồi, một điểm chúc mừng Lan. Và bây giờ sẽ là biển báo tiếp theo. Rồi Nhi, thấy Lan không nhúc nhích luôn hả Nhi? Hết hồn. Còn vui cho chiến thắng. Yeah. Trời Lan vui lâu dễ sợ. Dễ gì chị đi. Đó, thách đố nhau. Hồi đó nhà em ở gần đường rầy xe, xe lửa. Nên là nó sẽ có những cái rào chắn. Em này không có rào chắn nên người ta cảnh báo. Nơi dạ. Giao nhau với đường sắt không có rào chắn. Đây là một đáp án chính xác. Chúc mừng. Yeah. Biển báo chính xác của nó tên là biển báo giao nhau với đường sắt không có rào chắn, hoàn toàn chính xác luôn. Chúc mừng cho Nhi, một điều nữa về cho mình. Xin mời biển báo tiếp theo. Bắn. Hay quá Lan ơi. Đây là biển báo đại loại là đường đông. Đông thì nó sẽ xảy ra cái gì? Tình trạng là dễ va chạm. Dễ xảy ra sự va chạm. Nó báo hiệu là có đông xe dễ xảy ra va chạm. Và đây là một đáp án. Điểm chương trình không có nhiều mà em đã lấy một điểm nữa rồi. Yeah. Chúc mừng. Đây đơn giản ngắn gọn thôi Lan ơi. Đó là biển báo ùn tắc giao thông. Một điểm dành cho Lan tiếp tục. Và bây giờ sẽ là biển báo tiếp theo. Lan. Lan, Lan ơi, Lan. Bây giờ là trời thời tới rồi. Rồi tới rồi. Trời ơi, hôm nay tới chương trình này đèn quá trời mà trả lời không được cái này đi về cho rồi. Đúng không? Ừ, nhưng lát hay đi về. Luôn. Chắc chắn là sẽ làm giao nhau. Tại vì giao nhau mà có tín hiệu của đèn giao thông. Giao nhau mà có tín hiệu của đèn giao đúng thông rồi. Chúc mừng, một điểm nữa cho mình. Hoàn toàn chính xác. Biển báo giao nhau với tín hiệu đèn. Và đây là đèn giao thông. Biển báo tiếp theo xin mời. Mời Nhi. Dạ em nghĩ là cái này là báo nguy hiểm. Nguy hiểm mà là đằng trước có trẻ em. Phía trước có trẻ em. Báo là nguy hiểm đúng không? Tổng hợp lại là báo biển báo nguy hiểm phía trước có trẻ em. Đây là một đáp án chính xác. Chúc mừng. Thực sự ra đây là một biển báo á, để dành cho tất cả mọi người khi mà đi vào một cái nơi mà có khu vực để cho trẻ em chơi. Đôi khi là chúng ta chạy tốc độ cao quá sẽ gây nguy hiểm cho các em mà gây nguy hiểm cho mình nữa. Hoàn toàn hợp lý, chính xác. Chúc mừng Nhi, một điểm nữa. Biển báo tiếp theo xin mời. Ô, Lan. Em thấy quen hả?
Phân tích là nếu mà nhìn bên cái khuôn này á, cái mặt bên trái thì mình thấy nó giống một cái trạm, đúng không anh? Cái trạm. Hơi giống một cái trạm. Em nghĩ là nhìn nó giống một cái trạm, nhưng mà hên xui nha. Trạm sửa chữa. Trạm sửa chữa. Sửa chữa chắc xe hay là gì đó thôi. Nhìn giống cái búa không? Đúng sửa. Rồi. Đây là biển báo sửa chữa. À, có cái trạm sửa chữa, đúng không? Đúng không anh? Đúng rồi. Chúc mừng. Chúc mừng một điểm nữa dành cho Phương Lan. Biển báo chính xác là biển báo trạm sửa chữa. Rồi, biển báo số 9, xin mời. Nhi, mời em. Cái này quẹo được nhưng mà xong rồi đụng là phải vòng ra. Vậy tức là cái đó là tới đó là nó cục rồi, nó không đi được nữa. Là hẻm cục. Dạ, đường có hẻm cục bên trái. Và theo như sự phân tích thì bản thân Minh Sự thấy thì nó cũng hợp lý. Đây là một đáp án không thể sai được. Chúc mừng cho Nhi. Yeah. Biển báo đường cục bên trái. Xin mời biển báo cuối cùng ở lượt 2. Lan. Quá dễ. Nhìn một mũi tên, đường một chiều. Quá dễ. Một mũi tên. Lên. Đúng, đúng với biển báo này. Biển báo đường một chiều chính xác. Chúc mừng. Yeah. Và chúng ta khép lại lượt thứ hai của hai cô gái. Và để xem tổng số điểm mà hai cô nàng này mang về là bao nhiêu. Phương Lan. Dạ. Với cái sự thư thái của mình, em đã mang về cho đội mình là 5 điểm. Chúc mừng. Yeah. Có nghĩa là Nhi em cũng được 5 điểm luôn. Yeah. Trời ơi hay quá chị ơi. Ngang tài ngang sức luôn. Trời mà ơi. Và bây giờ xin mời hai chàng trai về với đội nào. Ăn mừng ăn mừng. Rồi. Sau khi chúng ta trải qua hai lượt thi đấu, số điểm của hai đội như sau. Xin đừng phạt em được 10 điểm. Yeah. Có nghĩa đội còn lại, đội thắng được 10 điểm. Yeah. Cũng khá là ngang bằng với nhau. Mà Minh Xu nghĩ rằng là hai đội chơi cần phải tập trung và bứt phá nhiều hơn và đồng lòng với nhau nhiều hơn. Bởi vì vòng thứ hai của chúng ta mang tên Hợp Sức. Xin mời. Xin chào mừng tất cả quý vị, chúng ta đã cùng nhau quay trở lại với chương trình Về Nhà Đi Anh cùng với Minh Xù. Và đây là vòng thi đấu thứ hai mang tên Hợp Sức. Luật chơi vòng 2, Hợp Sức. Trên màn hình LED sẽ chiếu lần lượt 5 sa hình với những tình huống giao thông khác nhau. Đội chơi sẽ bấm chuông giành quyền trả lời sau khi MC đọc hết câu hỏi. Trả lời đúng một sa hình, đội chơi sẽ nhận được 2 điểm. Hai đội chơi sẵn sàng. Sẵn sàng. Yeah. Và bây giờ sẽ là bức sa hình đầu tiên. Xin mời. Câu hỏi của chúng ta như sau. Theo hướng mũi tên trên bức sa hình, xe ô tô được đi theo hướng nào thì chính xác? Hết. Mời Thuận Lan. Thuận. Dạ em trả lời. Đương nhiên là không biết. Mời Thuận. Trong bức sa hình này thì em thấy có một biển là nó hướng dẫn mình về trái và đi thẳng. Thì em nghĩ hướng đi đúng là hướng số 2 và hướng số 3 trong bức hình này cho xe con. Đây là một đáp án đúng không Nhi? Dạ đúng. Cái thái độ đó cũng không được thoải mái ha anh hả? Thôi đúng thấy cũng dễ. Dạ đúng thì tặng điểm 2 điểm. Chúc mừng các bạn ơi. Và theo như sự phân tích của Thuận hoàn toàn hợp lý là chúng ta phải coi tới cái biển báo giao thông ở bên phải góc ngã tư, hướng đi thẳng và rẽ trái. Cho nên hướng 2 và hướng 3 là hướng đi chính xác. 2 điểm dành cho đội Xin Đừng Phạt Em. Và bây giờ sẽ là bức sa hình tiếp theo, xin mời. Câu hỏi chính thức của chương trình như sau. Xe tải kéo xe container trong trường hợp này có đúng quy định hay không? Hết. Thuận. Em nghĩ là trong hình này là không đúng vì xe kéo phải có trọng lượng lớn hơn xe được kéo. Chứ mà bây giờ nó nhẹ hơn cái xe đằng sau kéo kiểu gì? Trời ơi, kéo là... Kéo mất đầu luôn, kéo nhẫm bánh lên luôn đó. Đâu, kéo nó không đi luôn mà. Thì là đúng đó, 2 điểm cho các bạn. Yeah. Bây giờ là bức sa hình tiếp theo. Mời Nhi và Huy coi. Xin mời. Câu hỏi của chúng tôi như sau. Xe tải và xe ô tô, xe nào phải nhường đường trong trường hợp này hết? Em nhắn trả lời đi. Mời em. Nhi. Em nghĩ là xe tải sẽ nhường cho xe ô tô. Bởi vì là xe ô tô thì có quãng đường quẹo dài hơn, còn xe tải có quãng đường quẹo ngắn hơn. Không, em chị lại nghĩ là ngay cái vòng xoay á, thì mình sẽ nhường đường cho cái xe mà nó ở bên trái. Đúng nha, mình phải phân tích theo có cái biển báo này nha.
nghĩ chiếc xe màu đỏ, xe con phải nhường. Xe ô tô. Đáp án của bạn là xe ô tô phải nhường đường cho xe tải ở bên trái. Và đây là một đáp án. Chúc mừng. Hoàn toàn chính xác. Đúng như lời của Nhi nói, em chỉ cần phân tích vào cái biển báo vòng xuyến thôi, nơi giao nhau vòng xuyến, thì em sẽ biết được là cái luật là chúng ta sẽ nhường đường cho cái xe nằm ở bên tay trái. Thì ô tô tải hiện tại nó đang nằm bên trái, cho nên là sẽ nhường cho xe tải chạy trước, sau đó rồi mới tới ô tô con đằng sau. Và hai điểm thuộc về đội thắng. Bức xa hình tiếp theo, xin mời. Trong trường hợp như sau, thì xe nào được quyền đi trước hết? Thấy có biển báo stop thì chắc là chiếc này phải dừng lại để nhường cho chiếc kia đi, em hiểu theo đúng cái rồi, em cũng nghĩ như thế. Đối với biển tốt này thì chắc là xe dạ, xe máy phải dừng để lại nhường cho chiếc kia. Đây là một đáp án đúng rồi. Wow, xe được quyền đi trước đó chính là xe ô tô chứ không phải là xe mô tô, bởi vì là cái biển báo stop đó là biển báo dừng được sử dụng kiểm soát giao thông. Biển báo dừng này chỉ dẫn là lái xe nhường đường để đảm bảo an toàn ở trên đường khi tham gia lưu thông ở trên đường. Đó, cho nên là cái xe ô tô này nè sẽ được quyền đi trước. Hai điểm thuộc về đội thắng, chúc mừng. Chúng ta còn lại một bức xa hình cuối cùng nữa mà thôi, xin mời. Câu hỏi của chương trình đặt ra cho các bạn là thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông? Hết. Mời Nhi. Đó, dạ, anh nói đi. Mình cứ nhường xe nhỏ đi thì cái thứ tự em nghĩ sẽ là xe máy, xe lam và xe tải. Xếp số vậy đó, xếp số lớn dần vậy. Bởi vì em muốn xếp là nhường cho cái phân khối nhỏ hơn ha, hay là cái tải trọng nó nhỏ hơn đúng không? Yeah, hoàn toàn chính xác. Bởi vì là nơi giao nhau không có biển hiệu nào cả, cho nên là chúng ta sẽ ưu tiên nhường cho xe ở đường bên phải nha. Phải ưu tiên cho xe ở đường bên phải chứ không phải là mình ưu tiên cho cái xe tải trọng nó nhẹ hơn hay như thế nào cả. Thứ nhất là xe mô tô vì đường bên phải xe mô tô đang trống. Thứ hai là xe lam bởi vì đường bên phải xe lam cũng đang trống. Số 3 là xe tải vì đường bên phải của xe tải cũng trống sau khi mà xe lam đã đi rồi. Kết thúc lại vòng 2, vòng hợp sức. Số điểm hiện nay của hai đội chơi như sau. Đội xin đừng phạt em, các bạn có 4 điểm. Cộng với 10 điểm của mình nữa là 14 điểm, chúc mừng. Đội thắng, các bạn đúng được 3 câu, các bạn được 6 điểm. Cộng với 10 điểm của đội mình trước đó là 16 điểm. Tuần này hai đội chơi rất là giỏi. Chúng ta sẽ phải phân thắng bại ở vòng thứ 3 mang tên vượt chướng ngại vật. Xin mời. Sau đó quay trở lại với chương trình Về Nhà Đi Anh. Và chúng ta đang dừng lại ở vòng thi đấu mang tên Vượt Chướng Ngại Vật. Dạ. Luật chơi vòng 3 Vượt Chướng Ngại Vật. Hai thành viên của mỗi đội sẽ phối hợp để tham gia thử thách vận động. Đội chơi chiến thắng sẽ nhận được 10 điểm, đội thua sẽ không có điểm. Kết thúc 3 vòng thi, đội chơi có điểm số cao hơn sẽ bước tiếp vào vòng đặc biệt. Đội còn lại sẽ dừng cuộc chơi tại đây. Hai đội chơi thân mến, chúng ta có một hiện trường rất nhiều màu sắc. Tại khu vực này chúng tôi có rất là nhiều cái vòng. Đấy, nhiều vòng màu sắc. Một người sẽ ngồi tại chiếc ghế rất êm ái tại đây, nhưng các bạn không được chạm chân xuống đất. Các bạn phải nhấc bổng chân mình lên để người còn lại xoay mình 5 vòng. Wow. Tôi chỉ giả dụ một vòng thôi. Bạn bước qua đó, từng cái bánh xe của chương trình. Phải qua được hai bánh xe nha. Sau đó các bạn sẽ từ vạch xuất phát ở đây, ném những chiếc vòng này vào trong cái trụ quy định của chương trình tại kia. Càng nhiều vòng vào trụ thì các bạn sẽ chiến thắng nha. Lúc mà trong tình trạng là không tỉnh táo nè, không tỉnh táo là lạng là quăng ra nè. Nhưng mà như vậy là không tính, bởi vì là nó tưng xuống đất, nó tưng ngược trở vô là không tính, phải là từ trên xuống mới được. Đó, vậy là sai luôn. Và vô, không được luôn. Xong một lượt, các bạn sẽ trở về vị trí ban đầu để người tiếp theo ngồi trên ghế. Và cái người này phải quay 5 vòng và cứ tuần tự như vậy. Trải qua 1 phút 30 giây, đội nào có nhiều vòng vào trong trụ hơn thì đội đó sẽ chiến thắng với 10 điểm cho đội của mình. Wow. Và đội còn lại có điểm không ạ? Dạ không có điểm luôn. Wow. Anh Minh ơi. Ơi.
đây là giống như là một cái hình trạng là mình đang giao thông ở trên đường luôn đúng không anh? Là em mường tượng luôn, đúng em vẽ rồi. Ra cái tưởng tượng luôn. Nhưng mà tại sao lại bắt xoay như vậy thì em thấy là nó hơi rối loạn tiền đình. Như chị Nhi đây nếu bị rối loạn thì không thể nào di chuyển được anh ạ. Nếu mà như vậy thì mình không nên lái xe trên đường em trong nhé. Trong lúc đúng mình rối loạn sẽ gây nguy hiểm cho những người xung quanh. Là không được uống rượu bia. Để từ rối loạn tiền đình mà em chuyển sang uống rượu bia luôn hả? Nghĩ cảm giác nó cũng giống giống anh. Tại vì uống nhiều như vậy á, là một khi mà mình đã say xe thì mình không thể nào lái được anh à. Chính xác. Quý vị thân mến, thực sự ra thì đây cũng là cái thông điệp mà chúng tôi mong muốn truyền tải qua cái trò chơi này. Nó giống như cái việc là khi mà chúng ta đang cảm thấy bản thân cơ thể mình sức khỏe không ổn định nè, hoặc là những ai đã sử dụng những loại thức uống có cồn rồi thì chúng ta tạm thời đừng tham gia giao thông. Bởi vì khi đó sẽ gây nguy hiểm cho chính bản thân mình và những người xung quanh luôn. Và bộ luật của chúng ta trong năm nay cũng đã phát động rồi. Đó chính là đã sử dụng rượu bia, nói không với lái xe. Nha. Rồi, hôm nay hai đội chơi. Mình sẽ bắt đầu tham gia trải nghiệm. Thì mình phải quảnh tù xì để coi có đội nào thi trước. Mời hai bạn quảnh tù xì. Đúng. Mời hai chàng trai quảnh tù xì. Okay. Hai, ba. Đó, thấy okay. Gọn gàng không? Đội thắng được quyền thi trước. Chơi trước đi, đỡ hồi hộp. Sau khi chàng trai Quang Huy đã ngồi tại chiếc ghế đã có vòng trên tay, nào đeo vào em. Mời Nhi chuẩn bị xoay nha, 5 vòng nha. Khi mà Minh Sù nói thời gian bắt đầu thì các bạn sẽ chơi. Thời gian 1 phút 30 giây bắt đầu. Lên. Đếm đi em, đếm đi em, ăn vàng lắm á. 5 vòng rồi, 6 vòng. Rồi, đừng dịnh luôn, đừng dịnh bạn cho bạn tự đi đo. Đúng rồi em ơi. Đó. Đúng lạng lạng, lạng lạng. Rồi, chơi. Rồi. Xém rồi, xém rồi. Nhi, Nhi, cầm cầm vô, ngồi vô. Rồi, vô, vô. Rồi, yeah, 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 yeah. Rồi, xoay chị Nhi thật mạnh nào. 3 vòng, 2 vòng, 3 vòng, 4 vòng. 5 vòng, 6 vòng. Rồi, đi thẳng luôn chị ơi. Rồi, đi thẳng luôn. Thẳng luôn. Thẳng luôn chị ơi. Cố lên Nhi ơi. Đúng rồi, có chiếc cầu kỳ bắn ngang qua suối nè. Cao nghiệp cao mà, khổng tay dịnh quăng. Đấy luôn. Nhi ơi, mạnh lên em ơi. Mạnh wow. Lên, bổng lên. Wow. Yeah, 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 yeah. 1 2 3 4 5 Thôi, bình tĩnh nha. Tôi thấy các bạn này đi ngộ quá, cái tay cứ vậy nè. Chị thấy là bạn nó bị rối loạn tiền đình không chị? Cố lên, cố lên. Yeah. Trời ơi. Lẹ lên, lẹ lên, còn 15 giây. Còn 15 giây. Rồi, nhanh lên, rồi đi, 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 nhanh lên, thắng vậy, đi nhanh lên. Nhanh lên, nhanh lên. Trời ơi, chị ơi. Ném lại đi. 3, ném lại đi. 2, 1, hết giờ. Với những cái sự khéo léo và khá là an toàn của hai thành viên ở đội thắng, các bạn ấy đã mang về cho mình là 1, 2 chiếc vòng màu trụ. Và bây giờ sẽ là lượt của đội Xin Đừng Phạt Em. Ba, hai, một, xoay. Bạn không chóng mặt luôn mà ơi. Thấy cái chừng nó mẹ hơi loạn 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 trạng nha. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi. Trời, vô một cái nữa là yeah. Láng láng, cầm cầm cầm. Ủa quên cầm. Ba cái, ừ. Một, hai, ba, bốn, trời, năm, rồi, nè, 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 ơi, ơi, Lan ơi, tỉnh à, Lan ơi, mạnh, chạy lộn, mạnh mẽ lên, Lan ơi, trời ơi, một cái cuối vô cái em ngủ em không chơi rồi, về luôn, ok, tiếp nào, một nè, nhanh lên nhau, còn 40 giây. Bình tĩnh, đó, thật đi nhẹ. Vô cái nữa đi, mình vô cái nữa. Thôi lệch lạc, thôi chóng mặt rồi. Chóng mặt á, dạ dạ. Trời chóng liệt á. Lan nè, đừng có nhắm mắt Lan ơi, mở mắt nhìn đời với em cuộc đời mà. Đâu, ê, 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 đổ đổ chứ. Lan, 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 Lan. Hey. Hey. Hay quá. Một cái nữa rồi, một cái nữa thắng rồi, một cái nữa. Dê, dê, lẹ, 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 còn 10 giây, 10 giây, nhanh lên. Trời ơi. Đúng, được một cái là nghỉ. 2, 1, hết giờ. Wow.
lại quề tiếp. Bây giờ như vậy, anh sẽ có một cái hiệp phụ cho hai đội chơi. Mỗi đội sẽ có thêm một phút nữa dành cho mình với trò chơi này luôn. Đội nào có nhiều vòng vào trong trụ hơn chắc chắn là đội chơi chiến thắng. Rồi, xin mời đội thắng quay trở về vị trí của mình. Và bây giờ, lượt hiệp phụ dành cho đội thắng. 3, 2, 1, bắt đầu. Đây càng nhanh càng tốt. 2, 3, 4, một dặm nữa. 5, rồi đi đi. Lên lên. Lẹ lẹ lẹ. Tôi thấy là loạn trạng rồi đó. Dì ơi. Giúp chồng lên đi ơi. Lẹ lên, phải lẹ lên. 2, 3, 4, 5 nè. Rồi chuẩn bị đi. Trời ơi sao anh em ơi. Đi. Nó tay đường rồi đó. Không, đi nhanh không lên. Có thời gian, không có thời gian. Còn 28 giây thôi. Dán vô. Trời ơi. Trời ơi. Cái gì vậy? Yeah. Nó tay đường rồi. Lực cuối, đáng lên. Nói được rồi, đi. Đi, nhanh lên. Rồi đi. Rồi em phải bình tĩnh, mình chỉ có 3 cái thôi. Bình tĩnh, mình có 3 cái thôi. Trời ơi, cái cuối. Rồi, về luôn. Hết thời gian. Dạ, em làm sai nữa. Sai xong các bạn. Hiện tại đội thắng đang có 0 vòng. Đội tụi em chỉ cần một cái thôi là nghỉ. Đúng, một cái thôi em không cần xoay nữa. Mời các bạn. Và bây giờ một phút dành cho đội cuối cùng. 3, 2, 1, bắt đầu. 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, rồi đi. Nhanh. Hơi lặng trạng nha. Bình tĩnh, một vòng cái là nghỉ. 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 Rồi, Lan, Lan ơi. Lan ơi. Thời tới cảm nổi. Lan ơi. Lan đang chóng mặt lắm luôn. Chưa. Một vòng nữa, một vòng nữa. Lẹ, lẹ. Rồi, vòng nữa rồi, đi. Đi đi. Quý vị thân mến, chúng ta sẽ đưa Lan đi cấp cứu tại vì cô ấy đã qua xuống mắt ngày hôm nay. Yeah! Tuy ngày hôm nay mình chưa chiến thắng thì mình có cảm thấy thú vị với chương trình hay không? Mời hai em. À, dạ, khi mà thấy Lan chọi vô thì cảm giác của em là em vẫn còn chóng mặt với cái nãy. Cái cảm giác đó nó vẫn còn rất là đang lâng lâng. Yeah. Em tới với chương trình ngày hôm nay thì em thấy chương trình mình rất là vui, luyện cho em được cái sự giữ được thăng bằng. Dạ, đúng rồi, nó có thể là trong chi não khắc phục được cái chứng mà rối loạn tiền đình của em. Vậy là bình thường là em bị nhiều lắm. Dạ đúng rồi. Như Lan có chia sẻ luôn đó, là Lan cũng biết luôn rồi đúng không? Dạ. Là em quay lát nữa là đó. Là choáng luôn. Dạ. Xong luôn. Còn Huy, em cảm thấy sau khi tham gia chương trình xong thì em có thêm nhiều kiến thức về biển báo giao thông. Dạ đồng ý. Và một điều đặc biệt nữa là chương trình rất là ý nghĩa cho những bạn sinh viên như em. Đồng ý. Đừng quên nhé, ngày hôm nay ủng hộ cho đội này, tuy là không được đi tiếp nhưng các bạn sẽ thật sự là nhiều sức khỏe, thành công và vui vẻ trong cuộc sống nhé. Rồi. Có gửi gắm gì không cho đội chiến thắng đi tiếp nè? Cố lên Lan. Lát ra chia em ạ. Nói rồi. Nãy nói rồi. Chị nhường em mà. Thì đó. Chúng ta có một lời hứa hẹn rồi dành cho đội chiến thắng để bước vào vòng tiếp theo. Vòng cuối cùng mang tên Về Nhà Đi Ăn. Luật chơi vòng 4 Về Nhà Đi Ăn. Đội chơi sẽ trả lời một trong hai gói câu hỏi của chương trình. Đối với gói câu hỏi trắc nghiệm, đội chơi sẽ có thời gian 1 phút 30 giây để trả lời. Đối với gói câu hỏi tự luận, đội chơi sẽ có thời gian 3 phút để trả lời. Mỗi đáp án đúng thì đội chơi sẽ chinh phục được một cột mốc tiền thưởng. Về Nhà Đi Anh đã quay trở lại và đây là vòng thi đấu cuối cùng. Và 50 triệu đồng có thuộc về đội chơi. Xin đừng phạt em hay không. Hy vọng vòng này mình xuất sắc luôn. Lấy luôn 50 triệu. Tại vì chúng tôi sẽ có nhiều câu hỏi hoàn toàn khác nhau, tương ứng với nhiều cột mốc tiền thưởng khác nhau. Các bạn sẽ phải làm một nhiệm vụ đầu tiên trước khi tham gia là các bạn sẽ phải bốc thăm. Ai bốc? Mời Thường bốc. Thường. Trời, chị nhường em hết. Đây, chúng ta sẽ có hai lá thăm. Rồi, mời về đội coi chung. Hồi hộp ai? Câu hỏi tự luận. Dạ. Hy vọng rằng hôm nay những câu hỏi này của chúng tôi đặt ra cho những người chơi thì nó sẽ
đơn giản một tí xíu nha, nó không có quá khó đâu. Cho nên các bạn cứ nghĩ gì nói cái đó để bảo toàn thời gian của mình. Mời Lan, chúng ta sẽ bước vào vị trí này giúp anh để làm một cái động tác ảo thuật gia. Ủa? Dạ, mời Lan. Em làm đây, em vô đây hả? Lan, đứng ngay chiếc xe nhỏ này. Lan hãy đưa tay về phía trước. Đưa tay về phía trước? Đúng rồi. Lan hãy nói một câu thần chú gì đó em thích. Bà là về nhà đi anh. Ôi ra dạ. Ra trời ơi, em nói đúng khẩu vị chương trình mà. Rồi mời Lan trở về vị trí. Quý vị thân mến, chúng ta sẽ có 3 phút để cùng nhau lắng nghe câu hỏi và trả lời dành cho đội Xin Đừng Phạt Em. Và bây giờ thời gian của các bạn bắt đầu. Xe mô tô và xe gắn máy được phép lưu thông trong đường hầm Thủ Thiêm trong khoảng thời gian nào? Hình như là từ 6 giờ sáng tới 10 giờ 9 giờ Ồ, 5 giờ rưỡi chứ. 5 giờ rưỡi phải không? Đúng không? 5 rưỡi tới 10 giờ. Chưa chính xác, đó là 4 giờ sáng tới 23 giờ đêm. Câu hỏi số 2 như sau. Kể tên hai loại xe không được phép lưu thông trong hầm đường bộ. Trong hầm đường bộ, xe tải. Trong hầm đường bộ là xe tải, xe... xe máy bánh. Hai bánh. Xe tải mà sao hai bánh? Không, xe 6 bánh. Xe 3, 4 bánh tự chế. 4 bánh. Gì nữa? Hai loại. Xe chở... chở... xe chở hàng. Xe... xe... ủa xe buýt có không ta? Xe chở hàng, nhưng mà chở hàng gì? Xe buýt, ý là chở hàng, mà có cồng kềnh hoặc là phân cao quá, phân quá cao. Cao quá. À, xe chở hàng có độc hại cái gì? Chính xác, chúc mừng. Câu hỏi số 3 như sau. Tốc độ tối đa của ô tô khi chạy trong đường hầm là 60 km/h. Vậy tốc độ tối thiểu của ô tô là bao nhiêu km/h? Tối đa là 60, tối thiểu là bao nhiêu? Tối đa là 60, tối thiểu 20. Tối thiểu là hình như 40 hả? 40. 30. Chốt. 30. 30 là một đáp án chính xác, chúc mừng. Câu hỏi số 4 như sau. Kể tên hai hành vi không được phép thực hiện khi lưu thông trong đường hầm. Hai hành vi không được phép thực hiện. Chạy đùa trong trong đường hầm. Mấy cái nào dễ dễ á, mấy cái chạy nào quá dễ. Chậm, chạy quá chậm không là được, không chạy được. Chạy quá chậm không được. Và phải mở đèn xe luôn luôn, mở đèn xe. Chốt hai cái đó. Chưa chính xác. Bởi vì là không được bấm còi xe, không được đổ xe, không được dừng xe nhá. Rồi, tiếp tục chạy chậm vẫn được. Câu hỏi số 5 như sau. Nếu điều khiển ô tô hoặc các phương tiện tương tự ô tô dưới tốc độ cho phép trong đường hầm sẽ bị phạt bao nhiêu tiền? Cái khoản thôi. Từ khoảng 2 triệu tới 5 triệu. 2 triệu đến 5 triệu, chưa chính xác, từ 800 tới 1 triệu đồng mà thôi. Câu hỏi tiếp theo, khoảng cách tối thiểu giữa các xe trên cùng làn xe trong đường hầm là bao nhiêu? Khoảng cách tối thiểu của các xe, tối thiểu là bao nhiêu? Tối thiểu là... 3 mét. 1 mét. Chưa đúng. 30 mét. 30 mét, chính xác. Câu hỏi tiếp theo như sau. Vô hầm Thủ Thiêm, xe máy và các loại xe tương tự không bật đèn chiếu gần thì bị phạt mức tiền là bao nhiêu? Cùng 1 triệu tới 1 triệu 2. 1 triệu. Tiếp 1 triệu tới 1 triệu 2. 1 triệu. 1 triệu, chính xác, 800 tới 1 triệu đồng. Câu hỏi tiếp theo như sau. Đối với xe ô tô, các xe tương tự quay đầu xe khi đang lưu thông trong hầm Thủ Thiêm bị phạt bao nhiêu tiền? 5 giây. 1 triệu tới 2 triệu. 1 triệu tới 2 triệu. Hoàn toàn chính xác. Vỗ tay. Ở 5 giây cuối cùng mình đã trả lời khoảng 1 triệu rưỡi tới 2 triệu đồng. Đây chính là cái khoản phạt tiền dành cho những xe ô tô và các xe tương tự quay đầu xe khi đang lưu thông trong hầm Thủ Thiêm. Và đây là một đáp án hoàn toàn chính xác. Chúc mừng các bạn và dừng lại ở cột mốc là 20 triệu đồng. Wow. Chắc quý vị cũng ở nhà trả lời chung với hai nhân vật cuối cùng này đúng không ạ? Mình thấy nó cũng hay, có nghĩa là có những cái luật mà chúng ta không được phép sử dụng khi đang lưu thông trong đường hầm. Ví dụ như là cái khoảng cách giữa hai xe phải là tối thiểu là 30 mét. Chứ hiện nay anh thấy là mọi người vẫn đi rất là gần với nhau. Đúng rồi, em cho nên đi là phải giữ cái khoảng cách thật là xa như vậy để chúng ta giữ an toàn cho bản thân mình. Chúc mừng các bạn là người chiến thắng ngày hôm nay với 20 triệu đồng. Và đây chính là giải thưởng 20 triệu đồng dành cho đội chơi chiến thắng, đó chính là đội Xin Đừng Phạt Em. Thế thì bây giờ để lấy được 20 triệu thì chúng ta vẫn sẽ có một thử thách nhỏ nữa từ MC Minh Xù ha. Ủa nữa hả? Em à, tới với chương trình này thì gặp anh thì không có dễ mà nhận thưởng nha. Dạ. Bây giờ mình phải có một cái phần đối thơ. Hả? Đối thơ đi. Thơ hả? Nhưng phải liên quan tới an toàn giao thông. Anh nghĩ trước cho nó kết hay hay nè. Dễ à, đi đúng đường. Đi đúng đường. Đúng. Đi đúng đường thì mình phải
nhường đúng lối. Vô. Nếu mà đã nhường đúng lối thì mình không cần vội. Nhường đúng lối thì không cần vội, đúng hợp rồi. Lý luôn. Mà đã không cần vội thì vui tới nhà. Vui tới nhà. Đã tới nhà thì mình mới về nhà đi anh. Đúng rồi, vậy thôi tìm là tới nhà rồi, thôi tìm gì luôn. Ok, 20 triệu đi. Thôi nói đùa như vậy, 20 triệu đồng thuộc về các bạn ngày hôm nay. Chúc mừng. Quý vị thân mến, vậy là chúng ta đã khép lại chương trình Về Nhà Đen tuần này với rất là nhiều thông điệp ý nghĩa dành cho tất cả chúng ta. Hy vọng rằng là chúng ta vừa vui, vừa có thêm nhiều kiến thức và trang bị cho bản thân mình với việc an toàn giao thông quý vị nhé. Đừng quên mở TV vào lúc 20 giờ 15 phút ngày thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV9. Chương trình Về Nhà Đi Anh do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Truyền thông Bi thực hiện. Còn bây giờ, Minh Xu xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào tuần sau.